Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thường niên năm 2023. Hội nghị nhằm triển khai chiến lược, kế hoạch và tập trung triển khai một số chính sách mang tính đột phá, trong đó có thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, đa dạng các khía cạnh và lĩnh vực. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào là đơn vị đi đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý. Trong đó, không thể không kể đến sự góp phần to lớn của khoa kinh tế phát triển với số lượng đông đảo các bài công bố quốc tế và giảng viên kỳ cựu có những đóng góp to lớn với nền khoa học nước nhà. Đó là nền tảng vững chắc tạo nên nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu kinh tế phát triển do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh, trưởng khoa khoa kinh tế phát triển Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng nhóm. Cùng với đó là 9 thành viên khoa kinh tế phát triển Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội: Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Hải, Tiến sĩ Trần Công Chính, Tiến sĩ Lò Thị Hồng Vân, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tiến, Tiến sĩ Nguyễn Bích Diệp, Tiến sĩ Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Tiến sĩ Trương Thu Hà, Tiến sĩ Lê Duy Anh, Tiến sĩ Đồng Mạnh Cường. Năm 2023, nhóm nghiên cứu mạnh đã triển khai thành công hàng loạt các hoạt động trên 3 khía cạnh: triển khai các đề tài dự án theo kế hoạch của năm, tổ chức các khóa đào tạo mở, không thu phí nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của các giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh trong và ngoài trường, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhóm nghiên cứu mạnh về kinh tế phát triển là bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì nhóm định hướng những sản phẩm thế mạnh bao gồm là công bố các bài báo quốc tế, công bố sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín trên thế giới, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và kinh tế phát triển, cũng như là tổ chức những buổi giảng dạy và hướng dẫn các kỹ năng về phân tích dữ liệu, cũng như là các thảo luận những vấn đề liên quan tới tư vấn chính sách trong lĩnh vực kinh tế và kinh tế phát triển. Và hiện nay thì nhóm cũng đã tích cực triển khai các đề tài dự án ở trong nước và quốc tế, và đặc biệt là gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm về kinh tế, xã hội và môi trường ở cấp địa phương, cũng như là định hướng nghiên cứu để tư vấn chính sách cho các cấp bộ ban ngành của trung ương cũng như là ở địa phương. Tham gia nhóm nghiên cứu mạnh khoa kinh tế phát triển do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh làm trưởng nhóm, thì chúng tôi đã được chia sẻ rất nhiều các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ các nhà nghiên cứu khoa học và hàng đầu trong trường cũng như là trong nước. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được tham gia các hội thảo liên quan đến các cái vấn đề nghiên cứu về kinh tế phát triển, và đặc biệt là những cái vấn đề mà nổi cộm hiện nay là đó là kinh tế phát triển cũng như là vấn đề về ô nhiễm môi trường và tăng trưởng xanh. Đó là những cái kiến thức mà chúng tôi được chia sẻ nhắc lại từ các cái nhà nghiên cứu khoa học thông qua các cái hội thảo, và tôi nghĩ những cái hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh rất là hữu ích đối với lại những nhà nghiên cứu, đặc biệt là với những cái nghiên cứu trẻ. Khi tham gia những các cái workshop mà do bên khoa trường tổ chức thì em học hỏi từ thứ nhất là cái kiến thức chuyên môn từ các thầy cô đã chia sẻ trong cái buổi hội thảo đấy, và thầy cô là những người truyền đạt những các cái nội dung liên quan đến những các khía cạnh về vấn đề kinh tế xã hội của Việt Nam. Đồng thời những các cái đấy thì vấn đề đấy em có thể rút ra được cho bản thân khi mà tham gia được các buổi hội thảo đấy cho bản thân, và có thể áp dụng được trong cái đời sống xã hội của mình. Định hướng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ trở thành một nhóm nghiên cứu mạnh ở không những ở trong nước và mà còn ở khu vực cũng như là trên thế giới về lĩnh vực kinh tế phát triển, đặc biệt là nghiên cứu kinh tế phát triển ứng dụng tại Việt Nam. Về khía cạnh triển khai đề tài dự án theo kế hoạch của năm, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp quốc gia, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp bộ, cấp tỉnh,
hợp tác quốc tế, thành công triển khai một đề tài cấp bộ và tương đương cấp bộ được ký kết. Về khía cạnh nâng cao năng lực các thành viên, nhóm nghiên cứu mạnh đã thành công triển khai các hoạt động. 1. Là tổ chức các hội thảo quốc tế, quan hệ kinh tế giữa các nước châu Á và EU vào tháng 11 năm 2023 với sự tham gia của 300 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu trong nước và 50 đại biểu quốc tế. Hội thảo gồm phiên báo cáo toàn thể và các tiểu ban xây dựng nên sách chuyên khảo và được đưa thông tin rộng rãi trên các phương tiện đại chúng. 2. Là tổ chức tọa đàm hội thảo khoa học có sự tham gia của các thành viên nhóm nghiên cứu mạnh và các giảng viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và khách quốc tế. 3. Là tổ chức 16 buổi đào tạo nội bộ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phân tích định lượng cho các thành viên nhóm nghiên cứu mạnh. 4. Là viết và công bố 2 sách Springer, ít nhất 10 bài báo quốc tế World Scopus được đưa thông tin rộng rãi. 5. Là đăng ký bản quyền cho một tác phẩm. Về khía cạnh nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên, nhóm nghiên cứu mạnh kinh tế phát triển đã triển khai tổ chức một khóa đào tạo miễn phí cho các sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, nhóm đã tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế hỗ trợ sinh viên đi thực tập thực tế tại nước ngoài thành công với 2 đợt thực tập tại Thái Lan và Hàn Quốc. Bằng niềm đam mê nghiên cứu và tinh thần làm việc hăng say, nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về kinh tế phát triển đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, góp phần vào thành công của kế hoạch và chiến lược khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023, tạo nền tảng và đà phát triển vững chắc thành công hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế phát triển của Việt Nam vươn tầm quốc tế.